Rồi chào bạn nha. Sáng nay xuống sông bào cá chim cho các bạn ơi. Hổng gà rảnh rảnh cái lấy cần tay giật cá chim cũng có lý lắm. Nước lớn lên giật là có, nước lớn lên giật là có à. Với lại cái lỗ nữa, gà mình câu nó cũng quen á, cái nó nghe hơi nó gom lại. Nãy mình ra mình khởi động cái lụm đơn con lại. Thấy có cá mới vô lấy máy quay phim chơi nè. Giải trí buổi sáng nha bạn. Cần tay, hổng gà bắt đầu chuyển qua giật cần tay cái bộ khoái khoái rồi. Rồi xuống mồi. Cái này là câu cần tay chứ không phải là câu đài. Còn cái ọc bự dưới ta. Xuống cần. Xong rồi lúc này cá chim mới nhiều á, cái giật đã lắm. Nãy lụm được con cũng nhỏ. Lớn à. Bào cá chim nên thả vào nhà nuôi chơi. Có nào đem máy ra quay cái nó không ăn không ta? Nãy mới thả xuống cục là dính luôn á. Cá chim này cũng dễ câu luôn mà, câu bằng tép cũng được, chùm cũng được, cám cũng được. Ruột gà, ruột vịt, thịt heo, thịt bò cũng được chứ. Có mồi là nó ăn, có mồi là nó ăn nè. Vui ta. Cái gì? Càng càng mà chắc cá lọc tông ghĩa quá. Lên cá, lên cá nha. Một con chim bé bé xinh xinh. Vô xô. Ngọt chô. Này mà dính con bự kéo chắc đã không ta. Chừng nửa kilo ha. Chạy thâu rồi luôn. Lặn dèo dèo luôn. Cá bự rồi bạn ơi, cá bự rồi, cá bự rồi. Cá vô, cá vô. Cá trà luôn bạn ơi. Gớt xong luôn rồi. Banh lỗ luôn rồi. Ôi rồi nó đã quá sướng luôn rồi, cảm giác đầy mình. Bước ra đó sụp lỗ với lại cái thẻo của mình dây nhỏ xíu à, không dám cường xà màu. Thẻo của mình là có 3 chấm mà có chút ác à. Ôi rồi nó đã bạn ơi,
Cá cha, cá cha, cá vô. Ủa cái Thảo mình là có chút ép à. Không dám cương sò mâu, nó chạy quá trời chạy luôn rồi. Ôi ôi, sướng bạn ơi. Làm sao mà đỡ được. Sướng, 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 sướng. Ôi, nó chạy bao phê luôn, tính dữ dữ lắm rồi. Đã, đóng cái kịch một cái. Quýu, 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 quýu. Biết dám ăn nó không biết, nhảy xong luôn rồi. Rồi, nó không có đem cái xô lại gọng luôn nữa. Quá đã. Vô, 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 vô. Tiếp tục, tiếp tục, tiếp tục. Sung quá, sung rồi. Quá trời sướng luôn bạn ơi. Phê phê, sáng sớm cá lôi văng sông luôn. Bị con dây này nhỏ quá không dám cương sà mâu. Cương sà mâu rất ổn, nghĩ cá cũng bự chạy thâu gồi luôn. Đúng cá trà chạy ghê rồi, cá chim đâu chạy dữ vậy. Díu 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 díu. Càng nữa, càng nữa. Cái xác luôn bạn ơi, siêu mini luôn. Ngày gì dễ mồi tăng 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 nãy giờ. Đi đi mày. Nã có đem thao nước theo khó bắp mồi quá, tay dính quá dính nè. Mày hay quá. Nhá kim còn chạy về lấy cái gọng gọng cá, nãy dục bờ luôn. Cỏ luôn kìa, nằm ngốc ngốc. Tán còn cá cha nữa kìa, sướng sướng cho kìa. Cái xác nữa bạn ơi, bự quá bự luôn rồi. Để chạy nhà lấy cái xô ra gọng mấy con này nước kho khô chơi. Để đây đi. Nãy thả mà cái xác con bành bành không mà, ngón tay cái luôn á. Cả đó về kho khô ngon lắm. Để chạy về lấy cái xô gọng cá luôn. Chiến tiếp. Rồi chơi tiếp bạn ơi. Đem theo cây cần ngoái nè. Lại câu. Câu ngoài sông kiếm cá này cá kia luôn trong thời gian chờ đợi cá nhỏ. Mới phát lương được cái bánh nữa nè. Ngon không? Đây đây. Bịch cám, nho. Lộng cá cái để nó chết. Cá này kiếm trên chục con kho khô ngon lắm. Vô luôn. Sáng tụt quần luôn rồi. Chưa ăn sáng tụt quần. Sáng thức dậy là đi câu luôn á.
ăn sáng bạn ơi, sáng chưa ăn gì đó bụng quá. Bánh quay giạt cái gì nè, vợ mới đưa mấy nhỏ này học về mua, nóng hổi luôn. Vô, mời bạn nha. Sáng tới tối ăn diễn ngon không? Bánh ăn có lý đó. Có trứng à. Dắt này bào cá sát bạn ơi, cá bự bự không à, ngón tay không á, ngon ghê luôn. Chó sủa, chó sủa. Đây, dính, 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 dính. Dính luôn bạn ơi, dính, dính, dính. Trời ơi, sảy luôn rồi. Đi bực 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 gì không chín. Quíu quíu hai cái luôn gì không chín. Cá chim mới nở hôm luôn bạn ơi, chín luôn. Chim sơ sinh. Cái gòn ra luôn rồi. Ê, trời ơi, cá sát nữa. Chạy từ kia là tới bến nhà cũng còn cá sát nữa bạn ơi. Trời bá luôn nè. Vậy bào ít lên khô khô, ngon ha. Bự lắm á, tay cái mình luôn á. Mày bự hồi sát nữa. Chúng mày à, chúng mày cá giật sướng tay. À sát nè.
Để em đem gần cho bạn coi nha, bự lắm. Chà bá luôn á. Đâu rồi? À, bánh silo luôn. À, bự lắm nha. Mập nút luôn à. Ngon ha. Khô khô béo lắm. Mày hả bự, trời ơi, kéo phào gì mà không dính. Kéo hả mày, trời ơi. Kéo phào đã hết biết gì mà không dính. Xuống cần. Quất này à. Kéo ít lôi đã hay ghê không, hết màu cái gì đó, còn này chắc một nùi cá sát ở dưới không á chứ gì. Dính được con mày dính bạn ơi, mày dính đây họ có cá mới rồi chứ mày dính. Nãy giờ cá nhỏ nó ăn không mình làm biến bấm máy quay luôn. Mới kéo cá thọt xuống lụm nè. Cá mới bò vô mà dinh. Lụm lúa. Nuốt cái lử luôn rồi, lử ngon quá, nuốt cái lử vô tử luôn rồi. Mình câu này cái lử có chút xíu à. Bởi vì dính được cá sát đó. Nhưng mà sáng dính được cá dầu hơn. Lử nhỏ dây cũng nhỏ nữa. Bắt cá nhỏ mà không ngờ dính được cá to. Một em dinh tiếp theo. Vô. Ây da, trời ơi cá gì đông. Sớm giờ bị cá sát đâm ngoài ta, nãy quên bẻ gai, bỏ vô thùng nhưng mà còn bị đâm nữa, đúng lỗ luôn rồi. Ác thiệt chứ. Quất con gì chập bá cái kéo cho nó sướng như cái dồ sáng này. Cá sáng kéo đúng sướng thiệt chứ, hết hồn luôn, mới sáng sớm ra làm cái tỉnh ngủ luôn. Ê, nhảy cái giữ mày, từ từ đừng có nóng, xíu nữa cho mày vô chao dầu mà nhảy. Nhắc này nước cũng gồng mạnh cái cá nữa. Nó nín. Mới nó nín ăn liền không dính. Mày hả bự, lại là cá sát. Đây. Sát. Ỉn. Bự lắm á. Nãy giờ cá sát nó cỡ còn nó cũng to lắm. Đây. Cá nhìn ngon ha. Đẹp. Xanh xanh đỏ đỏ vàng vàng mắt chà bá. Bao cá sáng nay bạn ơi, dắt này nước nó gồng rồi, nắng lên quá rồi, câu cá nó nghỉ ăn này,
mất cái xác đủ loại cá luôn á, mấy cái xác sáng giờ đâm muốn chết luôn. Mà mình bị đâm giết quen rồi bạn ơi, giết cả lờn rồi. Cái chim, cái xác, mấy cái chim nó hồi đem mương thả, cái cha nè, đã ha, cha nó hồi đem vô bằng thịt quất cơm sáng nay luôn, cha cũng hơn nửa kg quá. Đó, được nhiều đó. Đây là con xác nè, nêu đây là đủ sướng 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 rồi. Đã ha, con cá cha hơi ốm, 700-800 gram vậy. Với lại ba con cá chim, bốn cá chim con mày dinh, với lại 1 2 3 4 5 6 con cá sát. Đó, nguyên buổi sáng mình được có nhiêu đó bạn ơi, sướng, tạm ổn, chấp nhận được. Khoái nhất là kéo con này lâu văng xong luôn. Rồi thôi cũng kết thúc chương trình sáng nay luôn bạn ơi, sáng nay sướng nhẹ nhẹ cái nghe quá đã. Gặp lại các bạn ở những chương trình tiếp theo nha. Sáng làm nồi cá cha gì là đủ vốn các bạn ơi. Cá cha khô khô, bỏ mỡ bỏ hành, quá xá đã luôn. Cái vị với kho cũng một nồi luôn, có chơi đâu. À, cá cha mà tơ tơ này bạn, kho khô ăn ngon lắm. Thịt nó mềm, thịt đó nè, chắc nịch luôn. Thấy vậy chứ nhỏ mà thịt nó chắc, da bạn nhìn cảm giác nó cứng nè. Ngon, kho xanh sạch này nè ha. Thứ nào qua thứ này. Tiêu vô, nó hết tóc mỡ rồi. Ngon ghê chưa, thịt nó chắc cái ghê luôn. Em kho nó giờ biết bao lâu mà nó không gã luôn nè. Nhìn ngon hay hấp dẫn ha, da chắc nịch luôn, không nứt da luôn mà. Cá này lớn chứ mới dài lắm mà. Cục này là ngon nhất nè. Có cái ức nè, tạo gợn ức lắc nè. Nó dưới sông nó nhỏ chứ nó mới lớn chứ nó dài lắm mà. Nó cứng rồi, thịt nó cứng rồi nè. Mỡ nó vàng luôn nè. Hai cái cục này mà cạp, cạp vô cái trời ơi nó sướng bạn ơi. Tắt bếp luôn. Nước xanh sệt này nè. Quá xa đã. Ngon ha. Có mấy cá sát chắc này chắc nó trốn dưới đây nè. Mấy cá sát núp dưới đây nè. Đó. Quá đã luôn. Ngon lắm bạn ơi, ngon lắm bạn ơi. Cá cha kho khô. Bởi cơm liền.